Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Ngay sau đây sẽ là những tin tức không thể bỏ qua. Thủ tướng xúc động trước tinh thần Việt Nam của kiều bào ở UAE. Chiều ngày 27 tháng 10 giờ địa phương, nhân chuyến thăm chính thức UAE, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian gặp gỡ 150 kiều bào đến từ 7 vương quốc đại diện cho 5.000 kiều bào ở UAE. Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Các khán phòng dập cờ đỏ sao vàng rộn vang lời ca khúc Việt Nam ơi, Hello Việt Nam. Những tiết mục văn nghệ đầy ấn tượng mang đậm chất Việt Nam của các kiều bào nhí và chị em kiều bào tại UAE là món quà bất ngờ chào Thủ tướng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Thanh Diệp cho biết, chỉ trong 10 tháng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có 2 chuyến công tác liên tiếp tới UAE. Cộng đồng người Việt Nam tại UAE được gặp lại Thủ tướng lần này là sự động viên khích lệ to lớn. Cộng đồng người Việt Nam tại UAE hiện có hơn 5.000 người, đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Ngày càng nhiều người Việt ở UAE làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng, giáo dục đại học. Nhiều nhà hàng của người Việt được mở tại UAE, nhiều doanh nghiệp Việt cũng đã đầu tư tại UAE như VinFast, FPT, v.v. Nhiều đối tác của chúng ta ngỡ ngàng khi thấy Việt Nam có thể sản xuất được ô tô điện, làm chủ được công nghệ, đại sứ Nguyễn Thanh Diệp chia sẻ. Ông Phạm Xuân Thành, Phó Ban Liên lạc Cộng đồng Người Việt Nam ở UAE, báo với Thủ tướng những thay đổi tích cực về cuộc sống và sự lớn mạnh ngày một rõ ràng của cộng đồng người Việt Nam tại đây. Cộng đồng luôn hướng về nơi chôn nhau cát rốn của mình. Khi đất nước có những sự kiện quan trọng, bà con kiều bào luôn có đại diện về nước tham dự. Đặc biệt, giữa năm 2024, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán, Ban đã ra mắt lớp dạy tiếng Việt cho các cháu tại Abu Dhabi, tổ chức cuộc thi thiếu nhi Việt Nam tại UAE với Bác Hồ, giữ gìn nét đẹp của văn hóa con người Việt Nam, gửi gắm một số nguyện vọng của bà con đến Thủ tướng. Ông Thanh mong muốn chính phủ hỗ trợ trong việc thúc đẩy các thủ tục giấy tờ để bà con có thể mở rộng, liên kết làm ăn với các nước lân cận. Ngoài ra, bà con cũng mong các cơ quan có thẩm quyền trong nước cấp quyền cho đại sứ quán có thể cấp căn cước cho bà con khi hết hạn. Với tư cách là công dân Việt Nam, chúng tôi mong muốn được bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử của nhà nước. Đại sứ quán có thể thu phiếu tại một số điểm thuận lợi, ông Thanh đề xuất. Đại diện kiều bào trí thức, ông Vũ Trọng Thư, giảng viên đại học HCT bày tỏ mong muốn chính phủ quan tâm tuyên truyền cơ hội việc làm tại UAE cho các chuyên gia Việt Nam. Thực tế có nhiều người Việt rất thích môi trường làm việc ở đây và tỏ ra tiếc nuối khi không được nắm bắt thông tin. Ông cũng đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trong giáo dục, nghiên cứu khoa học, UAE tăng số lượng học bổng cho du học sinh mỗi năm. Mong muốn lan tỏa hương vị quê hương Việt Nam trên vùng đất Trung Đông, bà Phạm Thị Luyến đã thành lập chuỗi nhà hàng Việt Nam tại Abu Dhabi với các món ăn như phở, bánh cuốn, nem. Bà Luyến cho biết sẽ tiếp tục mở rộng kinh doanh và mong nhận được sự quan tâm của chính phủ và đại sứ quán. Qua đó, bà mong muốn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam, trong đó có ẩm thực Việt, đến với bạn bè quốc tế. Xúc động trước tấm lòng của bà con, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn các kiều bào dù ngày nghỉ đã dành thời gian đến chia sẻ, gửi gắm tình cảm về quê hương đất nước. Qua chia sẻ của bà con kiều bào, người đứng đầu chính phủ cảm nhận được sự lớn mạnh của cộng đồng, luôn mang trong mình tâm hồn Việt, trí tuệ Việt, dù trong điều kiện khó khăn thách thức, vẫn nỗ lực vươn lên. Đó là tính cách thể hiện tinh thần Việt Nam, dù ở vị trí nào, công việc gì thì anh chị em vẫn có năng lượng tích cực, mang trong mình tình cảm với quê hương đất nước, tự lo cho mình, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Đấy là niềm tự hào của đất nước ta, Thủ tướng nhấn mạnh. Người đứng đầu chính phủ bày tỏ mong muốn dù ở đâu, làm bất cứ công việc gì, ở hoàn cảnh nào, tâm hồn trí tuệ của bà con kiều bào đều hướng về quê hương đất nước, đóng góp cho đất nước bằng nhiều hình thức, làm công dân tốt, sống và làm việc có trách nhiệm ở UAE. Khái quát về quan hệ Việt Nam-UAE, Thủ tướng khẳng định Việt Nam đã rất nỗ lực thúc đẩy quan hệ hai nước và luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với UAE. Thủ tướng cho biết, trong chuyến thăm lần này, dự kiến hai bên sẽ tuyên bố nâng cấp quan hệ lên thành đối tác toàn diện và ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện CEPA. Trên cơ sở đó, sẽ thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Sau chuyến thăm này, Thủ tướng tin tưởng quan hệ đối tác toàn diện sẽ sôi động hơn. Cơ sở chính trị tốt thì thúc đẩy quan hệ kinh tế. Tin cậy chính trị cao thì quan hệ kinh tế ngày càng mạnh mẽ. Đây là điều tất yếu, người đứng đầu chính phủ nói. Nhấn mạnh khi quan hệ chính trị tốt lên thì mọi việc sẽ tốt, Thủ tướng mong quan hệ này tác động tốt đến đời sống tinh thần, vật chất của cộng đồng người Việt Nam tại UAE. Đảng và nhà nước không có mục tiêu nào khác là làm sao cho cuộc sống của người dân được hạnh phúc, ấm no cả về tinh thần, vật chất, dù là ở đâu, làm gì, Thủ tướng chia sẻ. Thủ tướng lưu ý,
Đại sứ quán quan tâm để sớm hình thành Hội người Việt Nam ở UAE, đồng thời nghiên cứu thành lập Nhà văn hóa Việt Nam ở UAE. Trong ngày mai, tôi sẽ làm việc với lãnh đạo UAE có nội dung này. Đây là việc rất cần để cộng đồng có nơi sinh hoạt, vui chơi, học tập tiếng Việt, lưu giữ văn hóa Việt cho các thế hệ. Đây là việc cần làm ngay, Thủ tướng nhấn mạnh. Khái quát về tình hình trong nước, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc để trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Theo Thủ tướng, kỷ nguyên vươn mình thì chúng ta phải vươn mình, đổi mới, quyết tâm, cố gắng hơn nữa mới đạt được mục tiêu trở thành đất nước phát triển, thu nhập cao. Muốn trở thành nước công nghiệp hiện đại thì hạ tầng giao thông phải phát triển, trong đó phải có đường sắt tốc độ cao, hệ thống sân bay hiện đại, tàu điện ngầm. Đồng thời phải phát triển ngành năng lượng nguyên tử, phát triển không gian vũ trụ. Yêu cầu đó đòi hỏi đất nước phải phát triển toàn diện và có nhiều đột phá hơn nữa. Trong đó chú trọng để phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, sản xuất chip, bán dẫn, điện toán đám mây. Về các kiến nghị của bà con kiều bào, Thủ tướng cho biết chính phủ đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân được cấp thẻ căn cước. Thủ tướng cũng giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao có cơ chế cho người lao động nắm tình hình trước khi đến UAE. Về chính sách visa với UAE, chính phủ đang chỉ đạo miễn thị thực các nước, trong đó có UAE, theo hướng đơn phương miễn thị thực hoặc cùng nhau miễn thị thực. Trưa ngày 27 tháng 10, giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quốc tế Jayjet Abu Dhabi, bắt đầu các hoạt động thăm chính thức các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Đón Thủ tướng và phu nhân tại sân bay phía UAE có Quốc vụ Khanh phụ trách ngoại thương, Bộ trưởng chuyên trách về thu hút nhân tài Thani Bin Ahmed Al Jejodi. Phía Việt Nam có đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Thanh Diệp và phu nhân cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại UAE. Tại sân bay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp ngắn với Quốc vụ Khanh phụ trách ngoại thương, Bộ trưởng chuyên trách về thu hút nhân tài Thani Bin Ahmed Al Jejodi. Thủ tướng bày tỏ vui mừng đến thăm UAE, ông Thani Bin Ahmed Al Jejodi cũng hết sức vui mừng được tiếp đón Thủ tướng Phạm Minh Chính UAE. Nhấn mạnh, đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương. Quốc vụ Khanh phụ trách ngoại thương, Bộ trưởng chuyên trách về thu hút nhân tài Thani Bin Ahmed Al Jejodi cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã quyết liệt chỉ đạo các bộ ngành thúc đẩy hợp tác với UAE. Điểm đến đầu tiên của Thủ tướng trong chuyến thăm ba nước Trung Đông lần này là UAE. Theo lịch trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức UAE từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 10, theo lời mời của Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Dự kiến sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan, gặp gỡ lãnh đạo cấp cao và đại diện các tập đoàn lớn của UAE. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu chính phủ Việt Nam đến UAE sau 15 năm kể từ chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào năm 2009. Vì vậy, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm góp phần củng cố tin cậy chính trị, nâng tầm quan hệ, tạo đột phá trong quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư và các lĩnh vực mới, tạo động lực mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam với UAE cũng như với khu vực và vùng vịnh. Việt Nam và UAE thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 1 tháng 8 năm 1993. Hơn 30 năm qua, quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-UAE ngày càng phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, lao động và du lịch. Sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước không ngừng được củng cố. UAE là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông. Kim ngạch thương mại Việt Nam-UAE những năm gần đây luôn đạt khoảng 5 tỷ đô. Trong đó, kim ngạch năm 2023 đạt 4,7 tỷ đô, tăng 6,8% so với năm 2022. Hai nước đang phấn đấu trong thời gian tới đạt được mục tiêu 10 tỷ đô kim ngạch thương mại. Việt Nam xuất khẩu sang UAE chủ yếu các mặt hàng như điện thoại các loại và linh kiện, hàng dệt may, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, giày dép. Nhập khẩu từ UAE các mặt hàng như chất dẻo nguyên liệu, thức ăn gia súc, máy móc thiết bị phụ tùng, kim loại thường, hóa chất. UAE là một trong những nhà đầu tư lớn tại Việt Nam với tổng số 42 dự án đầu tư trực tiếp FDI, tổng vốn là 74,09 triệu đô. Đứng thứ 52 trên 148 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, tính lũy kế đến tháng 9 năm 2024.
tiềm năng hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và UAE được đánh giá còn dư địa rất lớn. Hai nước đã tiến hành đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam-UAE CEPA từ tháng 6 năm 2023 và nhất trí sớm hoàn tất đàm phán để đi đến ký kết Hiệp định CEPA. Cuối tháng 8 vừa qua, trong buổi tiếp Quốc vụ Khanh phụ trách ngoại thương, Bộ trưởng chuyên trách về thu hút nhân tài Thani Bin Ahmed Al Jejodi cùng lãnh đạo 19 tập đoàn lớn của UAE, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với UAE. Việt Nam coi UAE là cửa ngõ để tăng cường hợp tác với khu vực Trung Đông và sẵn sàng làm cầu nối để UAE thúc đẩy hợp tác với ASEAN. Hội kiến Tổng thống UAE Seyed Mohammed bin Jayed Al Nahyan bên lề hội nghị cấp cao ASEAN GCC vào tháng 10 năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn các quỹ đầu tư của UAE tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn. Tổng thống UAE khẳng định ưu tiên thúc đẩy đưa quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam lên tầm cao mới và sẽ chỉ đạo các quỹ đầu tư của UAE tích cực tìm hiểu cơ hội tham gia vào các dự án đầu tư tại Việt Nam. Kết thúc chuyến thăm chính thức UAE, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Qatar, thăm và tham dự Hội nghị sáng kiến đầu tư tương lai lần thứ 8 tại Vương quốc Saudi Arabia từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. UAE có diện tích 83.600 km2, dân số 9,71 triệu người, trong đó gần 90% là người nước ngoài, với GDP đạt 509 tỷ đô, GDP đầu người đạt 53.101 đô. Là nền kinh tế lớn thứ 31 thế giới và lớn thứ tư tại Trung Đông, Bắc Phi và là nền kinh tế lớn thứ hai tại khu vực vùng Vịnh. UAE là trung tâm tài chính thương mại hàng đầu ở Trung Đông, quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn thứ tư trong tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC. Tài nguyên thiên nhiên chủ yếu là dầu lửa và khí đốt với trữ lượng dầu mỏ 98 tỷ thùng, chiếm khoảng 10% tổng dự trữ dầu đã được xác định của thế giới, trữ lượng khí đốt 5.892 tỷ mét khối, xếp hàng thứ tư thế giới sau Nga, Iran và Qatar. UAE đang hướng đến phát triển bền vững, xác lập vị thế dẫn đầu trong các xu thế phát triển mới trên thế giới, thực hiện tầm nhìn UAE 2031 hướng tới mục tiêu đưa UAE trở thành trung tâm kinh tế toàn cầu và hình mẫu phát triển thành công của thế giới. Những năm gần đây, UAE chủ động thúc đẩy xu thế hòa dịu tại khu vực và tích cực triển khai chính sách hướng đông, coi trọng quan hệ với các nước châu Á, trong đó có Việt Nam.